Ok anh em, bữa nay lên máy cho anh em ở Bình Tân. Đây là full nguyên một cục máy nha anh em. Đó là full nguyên một cục máy. Và tính lên cho anh em là chọn gói full một cục máy. Còn anh em mà có máy gửi tới tính làm thì đó cho đó là một cái vấn đề bình thường. Còn anh em ở xa muốn full nguyên một cục máy thì tính vẫn đáp ứng full một cục máy bình thường cho anh em lâu nay nha. Full một cục máy thì nó có giá full một cục máy nha anh em. Rồi. Đây là cấu hình bài gen lớn 110 cộng 2,5 trái 54. Bẻ ngót ha. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Rồi. Full cục máy zin 3 nắp chữ công nha anh em. Rồi, để xuống đi. Vô lốc trước. Rồi. Ê, bữa thầy chỉ mày cách biến ốc vô lốc mà làm được rồi phải không? Dạ được chứ bộ. Ok, rồi mày vô đây làm cho tao ra coi coi biến ốc làm sao, coi được chưa? Rồi mày chắc mày biến được chưa? Chắc sư phụ. Thiệt không? Thiệt. Rồi, biến cho tao coi đi. Trời ơi. Trời ơi. Thôi từ từ. Ôi gửi mày làm được luôn hả? Dạ. Được, chúc mừng. Rồi, hay quá không? Rồi ok, đã được rồi, chút xíu nữa tới bên kia biến tiếp nha. Dạ. Quan ốc nhỏ. Nó phải ra ngoài đó hàng bể rồi phải hàng lại thôi. Rồi tính chưa? Rồi. À ba con nha. Hai con bên đây. Con bên đây đó. Ê ê ê. Mày làm gì vậy? Biến vô chứ sao bộ? Được không mày? Được chứ bộ. Ê. Mày mà biến vô được là tao kêu mày làm hành sư phụ luôn á. Tao chưa dạy mày cái này mà biến được luôn hả? Dạ. Thiệt con mày. Dạ, được không? Sao? Rồi.
con dẫn con không biến được hai con, con biến được ba con vô luôn á sư phụ. Là mày biến một lần ba con vô vậy luôn hả? Hả? Đồ rồi, ok, mày thực hành mày biến cho tao coi coi. Ok chứ thầy. Trời ơi. Đồ. Từ từ. Tao nhớ tao chưa có chỉ mày chiêu này mà mày biến được luôn. Dạ. Ôi ơi. Thôi chắc tao phải kêu mày ngược lại, tao kêu ngược lại mày bằng sư phụ quá. Sư phụ nhận con một lại sư phụ. Ô má ơi. Từ nay là có thể mày làm sư phụ tao được rồi đó ha. Rồi ok. Phun một cục máy cho anh em. Thì đây là một cục máy Alpha. Phun một cục máy Alpha cho anh em. Và đi ba nắp chữ công cho anh em ha. Phun cục máy của Alpha ba nắp lốc thái cho anh em. Thì bài này là Zen Zen 110 cộng 2.5 54 xuất bắp 24-27 nha anh em. Rồi đầy độ. Và cục máy này, đã phun cục máy là anh em cũng biết rồi, là anh em có điều kiện nha. Cho nên bài này đi bình bông Nhật luôn nha anh em. Ok anh em. Rồi, cập bình rất là nhiễu nhão nha anh em. Em rất là thân thích luôn. Rồi. Rất là thân thích nha anh em. Rồi, và đây là bình bông Nhật nha anh em. Rồi, những cái bài mà kết hợp với bình lớn thì luôn luôn cho anh em. Thôi, lấy ra đi. Được rồi. Cho anh em cục máy rất là tê nha. Cho dù đó là một bài nhỏ, bài con nít chảy 54 nha anh em. Bình. Rồi.
10 cục như một nha, màu cũng vậy. Rồi quan trọng là em đang thi thăm nha anh em. Rồi ok anh em, tính cho em nó một tour đâu đây 1 tiếng rưỡi xong lại tiếp tục tính chuyện em nó vài ống ga nha anh em. Thì là anh em ở xa, anh em full thêm một cục máy, có nghĩa là anh em chủ xe có 2 cục. Thay vì làm cục zin, nhưng mà anh em có điều kiện thì anh em không làm cục zin, anh em bỏ cục zin cắt ở nhà và anh em lên cục máy độ, anh em có 2 cục chơi. Đó thì có điều kiện thì nó sẽ luôn tốt ha anh em. Có điều kiện thì nó sẽ luôn ok, 2 cục máy, 1 cục độ và 1 cục zin nha. Rồi Tuấn sẽ cho em nổ rô đai xong 1 tiếng rưỡi rồi Tuấn sẽ tính chuyện em nó nha anh em. Rồi ok anh em, em đã được một tô 1 tiếng rưỡi rồi thì tiếp theo bây giờ không để anh em mình mất thời gian, Tuấn sẽ cho em nó tính em nó vài ống ga cho anh em luôn nha, và để sau đó hạ máy xuống để gác máy lên xe cho anh em nha. Nói chung thì những cái bài như thế này là anh em biết rồi, bình bông bô móc theo bài thì lúc nào cũng cho em nó những ống ga tê tái nha anh em. Tái nha anh em. Để chỉnh cái bô cái coi. Rồi ok anh em nha, sau khi làm em nó như thế nào không cần biết, buông ra mãi mãi là phải như thế này nha anh em. Đó thì những cục máy như thế này mới gọi là những cục máy trơn tru, để giao về cho anh em. Rồi rồi vài ống ga như thế nha anh em, thì Tuấn cũng hạn chế làm quá em nó, nhẹ vài ống ga và 1 ống ga căng cho em. Thì như thế là anh em cũng thấy được em lanh lẹ như thế nào khi kết hợp với bình bông và bô ù nha anh em, cho dù là bài nhỏ 54 thôi nha. Rồi thì đây là chính thức là zin 110 cộng 2.5 54 số quát 24 27 bình bông bô ù nha anh em. Rồi Tuấn đã làm xong vài ống ga, tính chuyện vài ống ga cho em nó xong rồi, bây giờ Tuấn sẽ cho em nó nổ tiếp một tour nữa là xong nha anh em. Và sau đó giao về cho anh em.
Rồi cho quạt lên đi, mặt thôi là mặt lên thôi được rồi. Rồi rồi thì tới đây Tấn xin tạm dừng clip tại đây nha anh em, để chuẩn bị tiếp tục lên máy tiếp cho anh em đó. Rồi thì Tấn sẽ up cục máy này lên xe cho anh em sau, đó là quay nhỏ nha. Rồi, cái xe của anh em là quay nhỏ, quay alpha quay nhỏ. Rồi Tấn xin chào tất cả anh em và xin chúc tất cả anh em gần xa. Một câu huyền thoại của Tấn là chúc tất cả anh em mọi miền Tổ quốc thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thật nhiều sức khỏe rồi sau đó mình sẽ thành công hết tất cả mọi thứ trong tâm trí mà mình mong muốn, tất cả anh em nào cũng vậy hết. Sẽ thành công, sẽ đạt được tất cả mọi thứ trong tâm trí mình mong muốn bấy lâu nay và suốt cuộc đời này nha anh em. Rồi Tấn xin chào và hẹn lại anh em với clip sau nha. Em thì luôn dịu hiền nha anh em. Đó, nghe vô cái nữa đi rồi. Tay tái nha anh em.